Dù đã biết trước Lionel Messi khó có thể ra sân trong trận đấu với Strasbourg cuối tuần trước, nhưng có lẽ hơn 40.000 cổ động viên tại sân vận động công viên Các Hoàng Tử vẫn cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể thấy ngôi sao người Argentina ra mắt trong màu áo Paris Saint-Germain. Messi chỉ có mặt trên khán đài để theo dõi các đồng đội mới thi đấu, và ngày ra sân chính thức của anh vẫn còn phải chờ đợi. Cuối tuần này, đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ làm khách trên sân của Brest, và sẽ thật tuyệt vời nếu Messi thi đấu. Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải thưởng quả bóng vàng đã tập luyện được gần một tuần lễ với các đồng đội và cho thấy thể lực đã đảm bảo. Trong những video buổi tập với Paris Saint-Germain, người ta thấy Messi đã hòa nhập rất nhanh và có những bàn thắng trong trận đấu chia đôi đội. Là một thiên tài, Messi sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi và tỏa sáng trong môi trường mới. Các cổ động viên Paris Saint-Germain và toàn thế giới cũng đang rất nóng lòng chờ anh thể hiện trong màu áo đội bóng thủ đô. Nếu cả Messi và Neymar đều có thể ra sân, Paris Saint-Germain sẽ có thể thi đấu với hàng tiền đạo đắt giá nhất lịch sử. Với Neymar trị giá 222 triệu euro, Mbappe 180 triệu euro, và Messi dù đến Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do thì giá thị trường cũng không dưới 100 triệu euro. Bộ ba trị giá đến nửa tỷ euro ấy cũng có thể là mạnh mẽ và nổi tiếng nhất lịch sử. Còn nổi tiếng hơn bộ ba Messi, Neymar, Suarez ở Barcelona ngày nào. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải thưởng của bóng vàng với 6 lần nhận giải. Neymar là ngôi sao số 1 đội tuyển Brazil. Còn Mbappe cũng là tiền đạo xuất sắc nhất nước Pháp thời điểm hiện tại. Đây là đội hình được coi là mạnh nhất có thể của Paris Saint-Germain mùa này. Messi không chỉ được chơi bóng cùng hai đồng đội xuất sắc trên hàng công là Mbappe và Neymar, mà còn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi tuyến dưới với những cầu thủ rất tài năng như Di Maria, Verratti hay Wijnaldum. Đội hình này trên lý thuyết mạnh hơn nhiều so với giai đoạn cuối của anh ở Barcelona. Messi sở trường thi đấu ở vị trí tiền đạo lệch phải, nhưng anh có thể chơi ở mọi nơi trên hàng công, thậm chí là đá ở vị trí tiền vệ tổ chức. Messi và các đồng đội mới có thể thành công trong mùa giải này hay không? Phải chờ đợi đến cuối mùa chúng ta mới biết. Có một điều chắc chắn, lúc này tâm trạng của anh và đội bóng sẽ rất lạc quan về một năm thành công của Paris Saint-Germain.